Championship, giải PUBG cỏ nhất Việt Nam. Một trong những giải đấu mà danh PUBG danh giá nhất Việt Nam. Chưa có một giải đấu nào trên cái thế giới này lại có thể khắc nghiệt như cái giải đấu này. Top 1, 500 ta. Các top khác đéo có gì. Caster thì suốt ngày soi stream và cổ vũ giết nhau. Chúng rồi, đập luôn. Một phát đầu hay lắm, đập tiếp, tiếp. Đập tiếp hay. Soi vị trí địch. Chiếc con tôi ở phía trước kia. Đừng đem hiểu rồi vị trí đây. Gà về lời, con phê. Gà quá. Tử thần Dũng CT đã đến thì không có ai có thể thoát được. Ôi giời ơi, em gặp phải thằng tử thần rồi. Cô bạn cháu ạ. Ôi giời ơi, không thể tránh được trên rồi. Rất nhiều những thứ mà khiến cho giải đấu chiến khắc nghiệt. Đừng bán bằng thực lực, hãy soi sở stream. Nhớ câu nói cá không ăn muối muối ăn nhá. Soi sở stream đã.